Xin kính chào quý vị và bà con đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa quý vị và bà con, hôm nay mưa nhỏ vẫn xuất hiện vào lúc sáng, song sẽ có xu hướng giảm dần. Vào trưa chiều nay trời cũng sẽ giảm mây, đôi lúc có nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ. Chuyển sang phần thông tin nông vụ, thưa quý vị và bà con, phần lớn các loại bệnh trong nuôi trồng thủy sản xuất hiện theo mùa. Vì vậy, việc phòng bệnh và tăng cường sức đề kháng cho thủy sản thời điểm này là rất quan trọng và nên được sử dụng trước khi giao mùa. Bà con sử dụng thuốc tiên đắc hoặc là tỏi xay trộn vào thức ăn với liều lượng từ 100 đến 300g cho 100kg cá, cho ăn liên tục trong 7 ngày, đồng thời bổ sung thêm các loại khoáng chất, vitamin trộn vào thức ăn cho thủy sản ăn trước thời điểm giao mùa. Cá giống 4g cho 1kg cá cho một ngày, còn cá thịt 2g cho 1kg cá cho một ngày, cho ăn 3 ngày liên tục. Bón vôi bột trước và sau mùa bệnh của cá định kỳ từ 2 đến 3kg cho 100 mét khối nước cho một ao một tháng. Trong mùa bệnh từ 4 đến 6kg cho 100 mét khối nước ao từ 10 đến 15 ngày. Ngoài ra, bà con có thể phòng bệnh cho cá bằng một số cây thảo mộc như là thân cây chuối, củ tỏi, rau sam, cây nhọ nhồi và các cây thảo mộc khác bằng cách ngâm hoặc là thái nhỏ thân cây chuối, rau sam, nhọ nhồi và các cây thảo mộc thả xuống ao cho cá ăn. Đối với tỏi thì xay nhuyễn trộn vào thức ăn cho cá ăn trước thời điểm giao mùa từ 15 đến 20 ngày. Quay trở lại thời tiết cụ thể ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh được dự báo như sau. Khu vực thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải cũng nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 28 độ. Còn về thời tiết biển, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao tăng cường yếu lệch đông sau suy yếu, nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 3. Vùng biển ngoài khơi các huyện Thái Thụy và Tiền Hải, đêm và sáng có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.